I promise this is going to be short. Our beautiful MC just talked about the brand and the history. Over 2,000 stores across 8 brands, originally from Geelong, Australia in 1991. Is that correct? Thank you, I got it right. So first of all, we'd like to thank all our guests for coming here to support the opening of Cotton On Vietnam. We'd like to thank our partners, Andrew, James, the Consul General and their husband. Thank you so much for gracing the event. And all, most importantly, our team. Thank you so much for all your hard work. And the team from Australia, Iggy, Rory, the rest of the team, they flew 8 hours, 10 hours just to come here and set up the store. So thank you so much. We couldn't have done it without you guys. We hope you continue to support the group. We're the representative for many international brands, including Cotton On, Nike, Mango, Calvin Klein, Tommy Hilfiger. We hope to bring more international brands that the Vietnamese people love into the market. So thank you once again. So much, Mr. Louis Nguyen. Thưa quý vị, và ngay bây giờ Hoàng Anh không để cho tất cả các bạn và quý vị ở đây đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng di chuyển đến khu vực cổng chính của hàng Cotton On Việt Nam để chúng ta cùng cắt băng khánh thành khai trương ạ. Xin mời mọi người tập trung qua phía bên này cùng với chúng tôi ạ. Ladies and gentlemen, and now we would like to invite all of you to remark for the special moment of the night. Everyone gathering in front of the store, and together we will cutting the ribbon to officially open the first store of Cotton On Vietnam. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời. We would like to invite Mr. Louis Nguyen, CEO ACFC, Mr. James Labdas, General Manager of License Cotton On Group, Giám đốc điều hành toàn cầu Cotton On Group nhượng quyền thương mại. We would like to invite Mr. Philip Nguyen. Would like to invite Mrs. Võ Thị Phi Phương, Director of ACFC Việt Nam, Tổng Giám đốc ACFC. Cắt băng khánh thành ạ. Đầy đủ chưa? Hoàng xin phép được đi sang đây tí xíu để nhìn cho đầy đủ các gương mặt đại diện ạ. Vâng ạ, thưa quý vị, cửa hàng Cotton On Việt Nam mang đến một phong cách trẻ đầy năng động, sáng tạo và tích cực cho giới trẻ Việt Nam. Và bây giờ thì các đại diện của Cotton On đã sẵn sàng rồi ạ. Are you ready? So please count up 3, 2, 1 and we will cut the ribbon to officially opening the Cotton On, the first store in Vietnam. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đếm 3, 2, 1 để các vị đại diện của Cotton On sẽ cất băng khánh thành chính thức khai trương cửa hàng Cotton On Việt Nam lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam các bạn nha. Ok, so please count out together. 3, 2, 1 action! Trải nghiệm rất là tuyệt vời cùng với Cotton On. Hãy cùng với chuyến xe của Cotton On đến với tuổi trẻ, những ước mơ và những điều tuyệt vời nhất ạ. Please come into the store to have a very wonderful experience the first time with Cotton On in Vietnam. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta đứng chân chờ gì, hãy nhanh chân tiến vào bên trong cửa hàng của Cotton On Việt Nam để trải nghiệm và mua sắm, bởi vì chúng ta sẽ chính là những vị khách hàng đầu tiên, những người khách hàng đầu tiên được trải nghiệm và có những ưu đãi rất là đặc biệt cho buổi tối ngày hôm nay. Cửa hàng vẫn chưa chính thức mở cửa cho những khách hàng khác. Ngày hôm nay chúng ta